Chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án đó chấm Network quốc để xem các chính sách của dự án này về cái mạng chia sẻ internet mà Nga không phân quyền. Với cái mạng đô cho phép bạn kết nối với cái internet và kiếm tiền từ cái dung lượng internet ở mọi nơi mọi lúc bằng cách nhấn nút ở dưới đây. Thì dưới đây là cái nền tảng platform P2P trên internet, trên YouTube các bạn có thể truy cập vào đô.network này để tìm. Và cái đô là gì? Đô Network tìm cách mang lại cái khả năng truy cập internet giá cả phải chăng do thế giới bằng cách cho phép các đồng nghiệp giao dịch với dung lượng dữ liệu không sử dụng các không sử dụng của họ, và điều này là tất cả có thể được công nghệ blockchain và mạng lưới ứng dụng hỗ trợ blockchain của Đô sẽ sử dụng mạng ngân hàng để cho phép mọi người và các thiết bị có thể hỗ trợ wifi liên tục giao dịch dung lượng dữ liệu không sử dụng đặt danh và tự động. Tại các ứng dụng back-end blockchain của chúng tôi được phát triển an toàn với các thiết bị, một số ứng dụng bao gồm như thực hiện các giao dịch, chuyển dữ liệu hay thuật toán thông minh, AI hay công nghệ, công cụ thương mại, công cụ đồng thuận. Thì đây là cái mạng lưới Đô Network hoạt động dựa trên mua bán Internet hay trên dịch vụ di động hay các IoT dịch vụ hay mở cái market để kết nối. Thì khi Internet trở thành một cái mặt hàng có thể giao dịch bằng các cá nhân được hưởng lợi từ việc kiếm tiền và còn lại mở cánh cửa ra cho các doanh nghiệp và chính phủ để tăng khả năng kết nối với con người và khách hàng của họ. Đó là những cái lợi ích mang lại blockchain và AI mang lại với cái việc cá nhân có cơ hội hàng trăm, hàng tỷ người bắt đầu giao dịch với dữ liệu và kiếm thêm tiền bằng cách thiết lập các điểm nóng của Đô ở các vùng sâu vùng xa, hay là các doanh nghiệp không sử dụng các gói dữ liệu của họ trong giờ làm việc với Đô thì các doanh nghiệp có thể bán dữ liệu không sử dụng của họ để giảm chi phí. Với chính phủ thì muốn tăng khả năng truy cập internet với Đô thì có thể sẽ kết nối với internet tăng lên dẫn đến cái tăng trưởng kinh tế hơn. Đây là lộ trình roadmap của dự án này. Thì các bạn có thể xem cái dự án này bắt đầu ra mắt từ 2017 và với những cái thử nghiệm cái phiên bản beta 2018 và bắt đầu mở bán thông báo private tư nhân và ra mắt cái phiên bản beta nguyên mẫu giảm giá công khai trong 2018 với chương trình token active và mainnet và ra mắt sản phẩm cái tiêu dùng trên MVP và phát hành MVP beta công khai SDK 2019 ra mắt chính phủ Ấn Độ và Nigeria ra mắt sản phẩm người tiêu dùng và SDK công cộng. Nó sẽ khởi động cái điểm truy cập Đô SDK cho máy và phát triển mạng toàn cầu kết nối thiết bị đa kênh phân cấp và có mạng Đô 2.0 LAN. Với cái mạng Đô này hiện tại nó làm như để nó hoạt động thì bạn có thể mua bán quyên góp trao đổi hoặc mượn dữ liệu internet dư thừa bằng các thiết bị di động nhà riêng hoặc văn phòng của mình để có thể chi kế hoạch của bạn, và mạng Đô này sẽ chăm sóc những phần còn lại. Thì làm như để nó có thể trao đổi dung lượng dữ liệu thì dữ liệu và kiếm tiền từ cái dung lượng internet và ứng dụng Đô rất đơn giản, chỉ cần cài đặt ứng dụng Đô trên thiết bị di động hoặc các bất kỳ cái hỗ trợ thiết bị hỗ trợ wifi nào để có thể thiết lập gói của bạn với cách cài ứng dụng Đô hay nhập vào tạo ví cấu hình kế hoạch hỗ trợ AI của bạn kết nối với nút bấm của họ một nút. Đây là cái giao diện wallet ví Đô trên điện thoại di động của bạn có thể tải về. Thì đây là đội ngũ của dự án này, được sáng lập và CEO là Đô, được sáng lập và CEO là Alan Rieger, được sáng lập CMO là Grant Mosby, hoạt động CIO và APAC là Hadi Wang, giám đốc phát triển kinh doanh Peter Weislow, người quản lý APAC là Linh Wang, trưởng phòng gồm châu Phi là Ia Pami, kỹ thuật blockchain là Amir Pancha, nhà thiết kế đồ họa là Nia Baragat, nhà phát triển backend Dani Pacha, hướng dẫn phát triển ứng dụng di động là Ia Sa, kiến trúc blockchain là Hara Gosmi, chuyên viên phân tích hệ thống doanh nghiệp cao cấp là Padamatha, hướng dẫn phát triển Android Sunny Prabhu, phát triển brand end là Priya Bami. Với ban cố vấn cũng có Austin Mew, Black Dasey, Emma HM Safidi, Gemi Chang, Sweet Halachek, Penny Azedo. Một số câu hỏi thường gặp về giá này như Đô là mạng Đô là gì? Nó chia sẻ Internet là hàng dùng chuỗi khối Ethereum để tạo ra chuỗi dịch vụ Internet ESP và nó đang giải quyết vấn đề đưa Internet đến mọi người để có thể truy cập khắp thế giới khi mà không có Internet. Nếu mà nó hoạt động vấn đề này thì nó là một cái điểm nốt nóng rất lớn. Và tại sao phân cấp thì hay là mạng lưới Đô sẽ giúp các quốc gia phát triển như nào?
thì nó có thể giúp cung cấp truy cập internet cho vô số có giới hạn không có internet, với các giải phóng sức mạnh của nền kinh tế thị trường tự do. Hay thế nào là nhà định đô network giúp đỡ các nước phát triển, nó có thể tăng khả năng kết nối và truy cập các dịch vụ hoặc cơ sở tầng hiện không có sẵn. Về cái chương trình mã thông báo thì nó sử dụng cái ERC20 tích hợp với mạng đô, và cái có thể giao dịch mã thông báo này ngay sau khi bán mã thông báo, thì đô sử dụng số tiền được huy động để có thể sử dụng xây dựng cái quỹ ứng dụng mạng đô để cho cái tổng số EVS tổng thể mạng cho nó an toàn hơn. Nó sử dụng cái công nghệ ứng dụng hoạt động như nào khi không có internet, hay tại sao sử dụng blockchain cho ứng dụng này, thì cái mạng lưới này hoạt động như nào, hay phạm vi kết nối với các ứng dụng là bao nhiêu, hay làm như nào để có thể đảm bảo an ninh kết nối với các thiết bị di động khác, hay làm như nào để có thể kết nối với các nhà cung cấp khác. Thì trên đây là những thông tin cơ bản về dự án này. Các bạn có thể thấy cái dự án này hiện tại đang có mặt ở Athena, và có những câu hỏi thắc mắc các bạn có thể gửi về hòm thư hello@do.network, và các bạn có thể join vào nhóm mạng xã hội Telegram, trên đấy có thể tìm cái thông tin dự án này trước khi tham gia đầu tư vào dự án này, hoặc trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter, YouTube, Reddit, Medium, Pitcotalk. Đó. Thì các bạn có thể đăng ký kinh doanh ở đây để tham gia cái chương trình ngay bây giờ. Thì trên đây là cái video của mình review đánh giá về dự án Do Network này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video. Xin cảm ơn.